bỏ nó chết rồi đó. Thôi tha nó, chạy đi, bỏ mà lừa bỏ đi, đánh người bây giờ. Thôi bỏ đi. Từ từ. Ông nghĩ sao vậy hả? Ông quay tay đụng coi vậy đó hả? Chuyện gì vậy thằng Thằng Cam tao nó quay tay lấy tay cho gái của Quýnh tao nữa nè. Thằng em giúp gì không? Con. Rồi sau đó sao chị? À, Khánh Sẹo bị bắt đi rồi. Sao vậy? Thì cứ như là đánh người gây thương tích rồi bị hốt đi rồi. Không, cái vụ ông Khánh Sẹo là chị bỏ qua đi. Cái em muốn biết là cái chuyện nhà bà Hồng á. À, nhà bà Hồng hả? À, sau khi cái vụ lùm xùm mà đánh ghen á, là coi như cha nội đó bỏ bà Hồng đi theo con nhỏ kia rồi. Chết cha. Bây giờ chị tội là chị Hồng mà ở đó có một mình, mà còn phải nuôi con riêng của ổng nữa. Thiệt hả chị? Ờ, thiệt mà. Thì tính ra chị Hồng là người tốt chị ha. Ừ. Có thằng chồng khốn nạn như vậy, bây giờ nuôi con riêng của người ta như con ruột. Là em không biết là em có được như vậy không nữa. Thì nói chung là chị em phụ nữ mình là tốt giống nhau mà, cho nên chuyện đó thì làm được thôi, gì đâu. Trời ơi, tự nhiên lấy chuyện mình đi so chuyện người khác không được nha. Mà tại em nói trước ra ai mà nói. Chị em á, chị phải người là người ngăn cái mỏ em lại. Chị biết cái mỏ em vậy rồi. Thôi em về nấu cơm nước chồng con đây. Cái miệng lâu quá ai mà ngăn kịp. Trời ơi, thiệt tình nhiều chuyện á. Trời ơi, đi chợ cũng nhiều chuyện hơn tôi nữa. Em biết phòng này nấu gì chỗ, nhà nó chỗ. Đi. Ông anh, con Tiêu, sao hai người giam? Hiểu lầm thôi. Dạ, không có gì chị nghĩ đâu. Mệt ông ghê luôn á, đi mua gói dầu đầu cũng nguyên với ông nữa. Ủa chú Mạnh. Gì? Chú đâu vậy? À, đừng có nói với con là qua ông Thiên coi khỏe nha. Nè, mày có tật nhiều chuyện bớt đi nha. Nhiều chuyện riết cái mỏ nó dĩnh luôn, không chừa luôn à. Bớt nhiều chuyện lại. Cái mỏ con mới làm đẹp mà chú. Chú Mạnh, chú làm gì vậy chú Mạnh? Chú Mạnh, chú đừng làm vậy kỳ lắm nha chú Mạnh. Con gọi chú một tiếng chú, hai tiếng chú nha. Chị mà thấy là chết con với chú luôn á chú. Chết cái gì? Thì tự nhiên chú nhìn chỗ đây của con xong rồi chú nhìn nước miếng là sao? Con sâu trên cổ áo kìa. Chú! Ba chị con đi chú! Bà nội cha mình tao nhìn nó tao còn rung, tao muốn lẫy bẫy nữa nè. Nhanh đi chú, ghê quá à, sợ sâu lắm á. Từ từ. Nhanh sao bò vô trong mình nè chú. Từ từ. Tao nổi da gà luôn mày hả? Con nổi da dịch luôn á. Đây, chú nó giăng vô. Bỏ tay tao hất nó ra. Nhanh đi chú. Nhanh lên. Ông anh! Con Tiêu! Sao người giết? Trời ơi, hiểu lầm thôi. Dạ, không có gì chị nghĩ đâu. Chị vậy thôi đúng không? Thiệt, chỉ có vậy thôi đó. Dạ đúng rồi chị. À khoan, ông sợ sâu mà ông Mạnh. Anh dùng cây khêu. Khi trong văn lên, chứ đâu dám dùng tay đâu. Dạ đúng rồi, với lại lúc đó tình thế cấp bách lắm chị ơi. Em cũng sợ sâu nữa, giờ không nhờ chú Mạnh chứ nhờ ai giờ chị. Lần sau mà có gặp chuyện gì á, thì cứ đi ra ngoài đường, kêu lên, rồi người ta giúp cho. Đừng có nhờ chồng chị, chị không có thích. Chị yên tâm đi, chồng của chị cái gu này có chị hốt thôi á, chứ đưa cho tụi em đi. Ông xách cái nhỏ đi vô nhà nó cơm. Dạ. Đây. Này Kiều. Dạ em nghe nè trời. Con gái con lứa, mặc đồ kín đáo vô Kiều. Trong phòng trọ chị ngứa mắt. Ủa trời, em tới em thuê nhà em ở, chứ không phải đi học mẫu giáo đâu mà chị quản luôn. Mày chồng không? Chị Hiền, good morning. Chào em. Ủa, chị Hiền mới ngủ dậy hả? Ừ, sao biết? Nhìn cái mặt chị Hiền nó cứ ngu ngu làm sao á. Nhìn là biết rồi. Ghế mặt bằng gì vậy? Quan trọng ơi, đi đâu mặc đồ đẹp đó? Nè nha, mày đừng có nói là mày có bạn trai rồi nha. Mày dại trai lắm, thằng Bình mà nó biết là nó cao đâu mày đó. Chị này, chị cứ suy diễn mãi thôi luôn á. Chị nghĩ sao giờ, cái chuyện đó chỉ là chuyện dĩ vãng thôi. Em bây giờ là không yêu đương nhăng nhít nữa. Em chỉ tập trung cho sự nghiệp và tiền bạc thôi. Ừ. Còn sở dĩ mà em ăn diện đẹp như vậy á, chị quên hả? Em làm sale mà, em phải đầu tư cho cái giao diện của em chỉnh chu thì cái khả năng ký hợp đồng nó mới cao được chứ. Mà hơn có một cái, em đẹp quá mà chị. Cho nên cái khả năng ký hợp đồng nó cao lắm, em phải tận dụng cái điều đó. Riết là nguyên khu chợ đứa nào ảo tưởng về sắc đẹp của nó hết trơn á. Mình sống là không có giả dối, mình đẹp là mình nói mình đẹp, không có được tự lừa dối bản thân mình như vậy. Thôi em đi nha, bé đẹp đi à. Mày nói xong câu đó mày mới đang tự lừa dối bản thân mày đó.
mặc đồ kính cổng cao tường ha. Tính tình thì hơi ảo tưởng sắc đẹp mình một chút, nhưng mà là người tốt, không có cơ sở làm tiểu tam, yên tâm. Mày muốn hù chết tao hả? Để mày khỏi đóng tiền trọ đúng không? Thôi chị, em chưa nghĩ tới khúc đó luôn á. Cảm ơn chị đã hiến kế. Mày cứ tưởng là 3 giây sau hành lý của hai anh em mày ở ngoài đâu ngõ hay không? Sao chị nóng quá à, em giỡn tí à, căng thẳng. Mà thiệt nha, hai anh em mày bị dư nước hoa hay sao vậy? Xịt nước hoa thơm phức à. Sài Gòn đã nóng rồi, cho tao một chút không khí để tao thở tới đây. Ủa thơm mà. Ủa đâu? Mùi sexy man đó chị. Trời ơi, đi kìa, đi kìa. Cho tao đây. Đi, đi, đi. Thì chị sao á? Sài Gòn đã nóng rồi, chị còn nóng hơn nó nữa. Chào chị à, chơi đẹp đi chơi. Thiệt tình. Mà công nhận nó đẹp trai thiệt, nhưng mà hơi khùng. Dù ông Mạnh có chỗ bông chỗ hoa muộn thì cũng không tới phiên nó. Tại vì mình biết gu của ông Mạnh mà. Chị Hiền ơi, bán cho em mấy trái trứng. Mình đi thôi em. Anh Mạnh, chuyện này là sao? Anh xin lỗi em nha Hiền. Anh đã tìm được chân ái của đời mình rồi. Anh làm như vậy anh không sợ tôi tổn thương hả anh Mạnh? Anh biết chứ. Cho nên anh cùng với Kiều rời khỏi đây nè. Chị, em xin lỗi chị. Em hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho anh Mạnh. Cảm ơn em. Không được, không được, không được. Mẹ ơi, ba con bỏ mẹ con mình rồi. Anh Hoàng. Yeah. Sao nó có bị điếc đâu mày? Mày nói một tiếng tao nghe rồi. Mày đánh tao hả? Tại chị với tại ai? Tự nhiên em kêu hoài không nghe, đứng thất thần khùng. Rồi tao chi? Mẹ mấy chơi trớn. Mày về phòng trọ mày, thay gái tao dài vô, cái quần qua đầu gối, ra đây tao bán trứng ra. Trời, nhanh lên đi, ở đây quy định mới là như vậy rồi. Trời, Sài Gòn nắng 40 độ chứ bắt em mặc vậy sao chịu nổi. Ở đây có quy định mới là như vậy rồi Kiều, tuân thủ đi em. Ủa đâu có được, lúc em mới thuê đâu có quy định đó đâu, sao tự nhiên bây giờ có quy định đó là sao? Đây là quy định linh động theo chị nha Kiều. Thôi chị làm gì không có được đâu, chị ép người quá đáng vừa phải thôi. Nghĩ sao trời vậy mặc dài chịu nổi, chị còn mặc vậy nữa chị nói anh ta. Một là tuân thủ, hai là dọn đồ ra khỏi phòng trọ. Mất cọc. Chị quá đáng vừa ơi, không có mua nữa, đi về. Để tao coi, tụi bay tìm cách nào được cướp chồng chị. Làm cái gì mà tôi coi kêu hai ba lần không nghe. Đâu có, vợ bớt kêu. Tiếng lạnh chạy liền á, anh đang chiên cá phía sau. Sao bếp? Cãi ông. Tôi mà biết mà ông lén phén với con nào ha, là ông chết với tôi nữa chứ. Tôi làm gì ở đây? Đang chiên cá mà. Vợ kêu lên mà. Chồng ông. Đi. Ôi, sáng nắng mình chưa biết sao chịu trời. Quyết cái gì thì quyết lẹ đi. Tôi đi làm về mệt mỏi lắm, người tôi hôi rình chưa tắm rửa gì nữa. Nói, trình bày. Bây giờ vậy nè, mình phải gặp mặt nói chuyện. Mình phải có chính kiến riêng của mình. Không thể nào áp bức mình như vậy được. Chính xác. Quyết định vậy đây. Ok. Cứ thế mà làm. Được rồi. Đây. Đi dập. Ủa, mới đứa giờ này chưa ngủ nữa hả? Thôi giờ chú ngủ trước nha. Dạ. Ai mà dán lùm lum la lên cửa nhà người ta vậy trời. Đúng rồi. Xe đi chú. Hay quá. Ai cho ông đụng vào? Ai dán vô trong cửa mình bậy bạ vậy dạ? Tôi dán á. Nhông tháo nó xuống hả? Gắn lên. Nhanh. Dạ. Tôi nghĩ là đã đến lúc mình đã đi tắm rồi. Tôi thấy cái nội quy mà cắm mặt đồ hàng đó cũng không có tới nổi đâu. Sao mọi người sợ quá vậy? Bà Hiền chứ có phải ai đâu. Tôi là tôi không có chấp nhận gì đâu. Tôi thả hy sinh bản thân mình đấu tranh. Tôi không mất mặt bộ đồ gì nữa. Tôi lâu lắm chịu nổi biết không? Để tôi. Đứng đi. Đợi nè. Tư, phải vậy chứ. Chị Hiền. Gì? Hiền có điều muốn nói với chị. Cái gì ba? Rồi có chuyện gì nói đi. Thiệt ra là hả, Bình với lại Yên nói với em là có chuyện muốn nói với chị. Rồi em nói với chị, nhưng mà em thấy là tốt nhất là hai người nên ba mặt một lời nói thẳng với chị Hiền luôn đi. Chứ thông qua tôi làm cái gì? Đúng. Rồi mấy đứa đây sao nói lẹ lên. Nói lẹ đi trời, để chị đợi. Cái gì vậy hả?
Tự nhiên bị trúng gió. Chúc mừng anh về. Rồi. Chúc mày người ngủ ngon. Đi vô ngủ ngon đi. Khoan, mấy đứa muốn nói gì đó? Dạ hả? Quăng lại sách cũ. Muốn cái gì thì nói. Chị đây là rất là ghét cái kiểu đó. Đúng rồi đó. Thật ra thì vợ chú không có thích cái mà lằng nhằng gì đâu. Có kiểu nói thẳng ra đi. Dạ. Em phản đối cái nội quy ăn mặc kín đáo của chị Hiền. Dạ đúng rồi, phản đối. Phản đối. Tại sao? Hả? Chị là chị muốn tốt cho phòng trọ của chị. Chị không muốn người ngoài kia nhìn vô, người ta đánh giá là phòng trọ thiếu văn hóa. Chị muốn là một cái phòng trọ đẹp đẽ. Ai đời mà mặc đồ hở hang ra thì người ta chị trở thì sao? Chị ơi chị, tụi em là người sống có đạo đức mà. Chỉ là lâu lâu tụi em trả tiền bị chậm ngày thôi. Nhưng mà đâu có cần chị làm khó khăn vậy với em đâu. Đúng rồi đó trời. Dạ đúng rồi đó trời. Ngâm chói luôn á. Nó nói đúng á. Trời ơi, vợ đưa cái nội quy nó hơi làm khó tụi nó đó. Trời ơi, bây giờ trời tiết nó nắng như vậy rồi. Đi làm nó cực khổ, nóng nực rồi. Về tới nhà còn mặc kính cổng con. Trống. Nói cái trống à. Nè nha, nội quy đó là đặt lên như vậy đó. Một là tuân thủ, hai là cuốn gói nó khỏi phòng trọ. Nghe rõ chưa? Bước vô nhà. Dạ. Quyền thôi. Chú Mạnh. Mà... chú cũng muốn giúp mấy đứa dùng lên lắm nhưng mà không nổi. Ông ơi! Thôi, vô liền. Dạ tay. Về live stream lấy tiền chữa cái mỏ rảnh mà. Ăn cái gì nữa mà ăn nữa, đi vô đi. Chứ giờ bỏ ra ai ăn? Vậy ăn xong rồi dọn đi. Ừ, để rồi dọn nha. Chú Mạch. Hả? Chị tôi chục trứng nha. Ờ, chị cứ lấy đi. Khách bên tôi mua mà hết rồi. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, không có gì. Tôi nói thiệt luôn á, tôi là tôi dị ứng mấy người hói lắm luôn á. Mà sao nên nhìn cái hói của chú thấy dễ thương quá à. Dạ, cảm ơn chị. Người đâu đã dễ thương mà còn tốt bụng nữa. Dạ, cảm ơn chị. Nhiêu tiền tôi trả luôn. Thôi đi, chị cứ giữ đi, khi nào có rồi chị mang trả là cũng được mà. Dạ thôi, cảm ơn nha. Chị dạ, không có gì. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Kiều ơi. Trời ơi chị ơi, chị làm gì mà chị đập cửa em rớt ra ngoài luôn á. Cái bộ tóc giả được mà em khoe chị đó, cho chị mượn đi, nhanh lên. Tóc chị đang đẹp rồi, đổi tóc giả làm chi, nhìn nó giả trơn lắm chị ơi. Nửa tháng tiền nhà đưa cho chị. Cái gì vậy Kiều? Chị cũng đợi lâu quá, biết trước được tương lai đâu. Lỡ mấy mốt có tranh chấp thì có bản ghi âm dễ nói chuyện. Chị mày mắc uy tín như vậy luôn hả? Cho mượn bộ tóc giả, nửa tháng tiền nhà. Chốt đơn. Mà không xúc phạm với cái làn da của mình luôn vậy trời. Nè, hả? Đội vô. Ủa, cái gì sao tự nhiên cái bắt anh đội cái tóc giả này vô vậy vợ? Trời ơi, không đội đâu. Gì? Ông không đội hả? Ông muốn để hói dễ thương cho hợp gu cái bài nguyên tập hóa kia đúng không? Đội vô. Vợ ơi, người ta khen, người ta khen xã giao thôi. Vợ làm cái gì mà nó ghê vậy? Ông trống không? Được rồi đó. Được thì cũng vợ. Tôi không còn biết, chỉ cần nó che cái hói duyên hói dáng của ông là tôi ok rồi. Vậy đi nha, làm gì làm đi. Anh Mạnh. Hả? Chán bí đa thì nhiêu tiền vậy? 5,000. 5,000. Thôi, mới làm tóc luôn. Đánh đầu hay vậy? Đẹp người. Còn bộ râu nữa, quá trời xuất sắc luôn anh Mạnh ơi. Đi về không có bán nữa. Mời. Nết bán kỳ quá. Chậm rồi. Đi ra ngoài. Ủa, trời, giờ kiếm cái gì vậy? Kiếm vào làm nhớ gì? Vô làm là cái gì? Cạo cái râu của ông. Trời ơi, nhà mình đâu có bán dao cạo râu đâu. Ờ quên. Ê, ông Bình kìa, mượn dao cạo nó đi, tôi cạo cho. Thôi mà. Chậm rồi. Nó cạo cạo tải. Chú Mạnh, chú cái sao không sao hết. Cái gì vậy? Cứu anh. Cứu.
mình sao vậy? Từ từ chơi, bình tĩnh vậy. Chuyện gì vậy? Hả quá vậy? Chị Hiền, cái gì từ từ nói thôi, chị làm gì? Tiền nhà, mày có thể thiếu, hoặc mày có thể xin. Tao cho, nhưng mà chồng chị mà mày cướp, thì chị thua đủ với mày. Cướp chồng. Trời đất ơi, anh Bình ơi, tôi không ngờ anh Bình với chú Mạnh lại là người như vậy luôn. Chú Mạnh, con biết chú sống với chị Hiền chú áp lực lắm, nhưng mà chú cũng có tuổi rồi. Chú làm vậy đâu có phải đạo đâu. Chú nhìn cái gì, con có Bình được chú đâu nha. Con không Bình đâu. Anh nè, mày đến đây 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 hiểu làm được, mày là em tao. Còn mày còn không tin tao nữa hả? Cái vụ hôm bữa gian mai một lần thì chưa tởn hả? Hả? Biết gì đâu. Biết gì đâu hả? Chắc tao giả vô cái mỏ chồng hết mớm quá. Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh đó chị. Em nói chị nghe nè, hồi nãy á là chú Mạnh á bước xuống hụt chân té em lại em đỡ hết, không có tình ý gì hết đó chị. Không có đâu, ánh mắt lúc đó tao thấy rất là chiều mến và yêu thương mà. What? Tôi khổ lắm mà, tôi đàn bà con gái thương chồng thương con, lo cho nhà lo cho gia đình này, cuối cùng không giữ được trái tim người đàn ông. Đúng rồi, bỏ xuống, bỏ bà xuống, bỏ xuống, đứng ở đó. Hả hả? Cái gì vừa phải nha, có thể là trước đó chồng nhịn vợ, vợ muốn làm gì muốn nói gì thì nói, nhưng nay chồng phải nói rõ ràng làm cái gì. Từ nãy giờ vợ đứng đó vợ thừa biết là cái câu chuyện xảy ra như thế nào mà ghen tầm bậy tầm bạ sao hả? Rồi vẽ cái câu chuyện rap drama này là sao vậy? Hở cái gì cũng ghen, hở gì cũng ghen là sao? Từ lúc mà chồng cưới vợ giờ đến giờ tình cảm của chồng đối với vợ như thế nào vợ biết mà, chồng có bao giờ phản bội vợ cái gì không? Bây giờ cho dù là vợ có ghen đi chăng nữa, ghen với đàn bà đấy con gái á, chồng không tức, đằng này ghen với thằng đàn ông làm sao mà chồng chịu nổi. Trời đất ơi, tập này hở chú Mạnh căng đét luôn. Dám bật lại chị Hiền luôn, gan. Đúng rồi, ai bị bà quá đáng chị. Chị Hiền, em nói thiệt á, chú Mạnh á, một tiếng cũng là chị, hai tiếng cũng là chị, ổng là ổng thương vợ lắm luôn á. Em thề với chị, em thẳng, nếu mà ví dụ em có lỡ mà em trổ bóng á, thì chú Mạnh không phải là gu của em. Xin lỗi, mày cũng phải gu của tao. Còn vợ nữa, đồng ý có yêu mà có ghen, nhưng cái gì ghen đúng lúc đúng chỗ á thì nó hay, thì chồng sợ chứ còn mà ghen như vậy á là đổ vỡ hạnh phúc hết. Vợ có hiểu không? Giờ nghe chồng hỏi nè, có phải là giờ nghe tao bậy bạ gì đúng không? Chắc là chị Hiền nghe người ta đồn tùm lum tùm la chú Mạnh nó rồi chứ gì. Thì mấy hôm trước nghe mấy bà hàng xóm nói là bữa nay đang có cái trend gì mà chồng ngoại tình, cho nên là mới đề phòng mấy người trong xóm trọ nè. Trời, chị Hiền, chị có nghe vậy thôi mà chị bắt tụi em ăn mặc kính bưng từ trên xuống dưới giữa cái thời tiết nóng nực như vậy á hả? Đúng rồi đó chị Hiền, chị có biết là em xuống biết bao nhiêu ký mỡ vì chị không? Đã đói rồi mà còn ốm nữa đó chị Hiền. Không phải, bà nói nó ghê lắm, nó thật lắm nên chị mới tin chứ bộ. Thôi, quan trọng là bây giờ là thay đồ được chưa? Thì tụi bay thay đi, ai cấm tụi bay đâu? Chị ở đâu? Kệ. Ở đâu? Trời ơi chị Hiền, em không tin chị nghe ngược vậy luôn á. Ôi như phim Hồng Kông vậy, lật như lật bánh tráng vậy đó. Em Lan Quỳnh Trông rất xinh, còn khiến cho tim anh ngày đêm rung rinh. Dạ. Ủa sao trưa nắng mà không vô nhà ngồi đi, ngồi cho nó nắng nó nóng rồi nó cháy da sao? Hàng quán ở đây vô nhà rồi ai trông, người ta bưng đi hết thì sao? Nói gì? Giờ chồng về nè, vô nghỉ ngơi đi. Ừ. Rồi ông đi đâu mà tha cái thùng xốp vậy đây? Đâu có, biết sao, thằng Trung điếc em ruột của chồng á, nó mở kinh doanh cái tàu hũ Nam Việt đó, thấy cái cũng ngon quá cái mua về mình ăn thử rồi cái gì được mình bán luôn. Này ghê ta, đầu óc kinh doanh được. Trời, chồng của vợ mà số 1. Đang thử đây nè, đây nè. Đây, nãy thử vô dọc hộp liền. Đây. Đây rồi, có muỗng luôn. Đây. Wow. Được giờ. Ngon. Đó, anh còn kết mà. Cái này cái giá nó cũng rẻ lắm, nó vừa túi tiền ta ăn, nó dễ kinh doanh nữa. Bao nhiêu hũ? Có 14 ngàn à. Ông mua nhiêu hũ? 200 hũ. 200 hũ hả? Nè, ông đừng giếm tiền tôi nha. Tôi đếm sương sương là cũng khoảng tầm 5-600 hũ thôi. Còn 150 hũ đâu? Anh đi dọc đường về anh tặng ta hết rồi. Cái gì? Bá Phạt là không nói gì được, mà càng ngày ghi mấy câu thịt phạt. Con nhỏ mà nhìn thấy không? Chứ mà anh. Ôi, lúc nào cũng làm con giật mình vậy.
Nè 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 nè, tao quăng cái này cho mày nghe nha, nghe chưa? Nghe chưa? Mày tới mày chào đàng hoàng được hết, mày làm cái gì mà kêu mà hơi rất tim ngoài vậy? Tao còn dưới cái trong cái chiếu này mày chết sao tao? Làm dữ vậy? Hey. Thiệt. Vì khi chú cái giáo mình nói chuyện gì cho nó vui, lớn tiếng cho nó vui thôi ha. Đừng giận chú nghe. Nè. Giận chú. Hôm nay ra đây tâm sự chú Hàng Nguyên, thấy chú ở đây ngồi đây nói chuyện Hàng Nguyên đúng không? Đâu phải, có. Nói chuyện quay đây nói chuyện làm gì? Làm gì? Con livestream kể chuyện ma. Mày điên hả? Mày kể chuyện ma, mày biết tao sợ ma mà ra mày kể chuyện ma là sao? Mày điên hả? Con kể trong đó 300+ tập rồi. Khán giả con chán cái background rồi, cho nên kiếm một cái khung cảnh nào mới đi cho người ta coi, người ta thay đổi không khí đồ đó. Không khí kể cha mày chứ. Mày tiện mày cứ tao ra tao ngồi đây tao ngủ đi. Rồi mày kể chuyện ma là sao tao ngủ được? Mày rảnh quá vậy? Con rảnh hả? Đúng rồi, con rảnh cũng không rảnh bằng ai kia. Mua 200 hộp tàu hũ Nam Việt, đem cho hết 150 hộp. Còn 50 hộp còn lại đem về nhà ăn mình. Không biết ai rảnh à? Thay vậy cha tao, có thích gì rồi sao? Nè, mình nhớ là ta là chủ nhà của mày đó nghe. Con biết rồi, chọn lại nha. Ê, chơi tao lại mày Thiên ơi. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với livestream kể chuyện ma của Thiên Tarot Tâm Sự cùng người lạ hoắc cho mọi người. Câu chuyện ngày hôm nay là được gửi từ một người anh ở Cần Thơ của mình. Thì cái chuyện này á, mình xin phép được lấy tên của một bạn đang comment trong livestream của mình nha. Thì cái chú đó mình xin phép được đặt tên là chú Mạnh. Chú Mạnh nha mọi người. Thì thiết. Rồi các bạn biết không, ở dưới Cần Thơ đó ngày xưa á, vào buổi đêm khuya á, người ta thường hay đi bán chè. Mà cái chú Mạnh này á, chú bán chè thăng đường cát. Chú vừa đi á thì chú vừa rao: ai chè thăng đường cát không? Ai chè thăng đường cát không? Mà nguyên một ngày hôm đó chú Mạnh bán ế lắm. Chú cứ rao vậy hoài à mà không ai kêu ăn hết á. Thì tự nhiên đi qua một cái gốc cây nọ, thì có một giọng nói của một người từ trên cây nói vọng xuống: ai nhà thương nhà xác không? Ai nhà thương nhà xác không? Ai nhà thương nhà xác không? Lúc này á, chú Mạnh giật mình luôn. Chú Mạnh mới bực bội trong người. Cả chiều tối giờ bán ế gần chết, mà có đứa giờ nó chọc, nó hù, nó phá mình nữa. Chú mới la lên là: đứa nào đó? Đứa nào hả mà nói gì bậy bạ đó? Cái gì mà nhà thương nhà xác? Thì bỗng trên cây á, có một người phụ nữ mặc áo bà ba trắng, quần á là quần bà ba đen, xong đội tóc tai thì rủ rượi, tuột từ trên cây tuột xuống. Cái người phụ nữ đó mới nói là: bán cho tôi một ly trà thăng đường cát đi. Trời ơi, chú Mạnh á, kỳ này hả, mừng gỡ. Thì bây giờ mới bán được ly chén chè đầu tiên. Xong rồi hả, chú mới đưa chén chè cho cái người phụ nữ đó. Thì cái người phụ nữ đó sau khi cầm chén chè xong thì đưa cho chú nguyên một cọc tiền luôn. Chú mới thấy lạ, chú kêu là: trời ơi, một tờ thôi là đủ rồi gái. Thì cái người phụ nữ này mới kêu là: tôi bo cho ông đó. Vừa nói dứt câu, chú Mạnh nhìn cọc tiền trên tay, ngước lên, không thấy người phụ nữ đó đâu nữa. Sau đó chú nhìn lại cọc tiền trên tay mình. Đó không phải là cọc tiền bình thường, đó là cọc tiền âm phủ. Thiên ơi, đang kể chuyện, đang livestream. Mày kể chuyện ma hay đó, mày gọi hồn ma vậy? Con kể chuyện mà chú nói gì vậy? Nó lớn nó đòi ăn chè luôn, không có chè nó khóc ấy mày ơi. Có tiếng ai vậy? Mọi người mình tạm ngưng đây, mình tạm tắt cái livestream ở đây nha mọi người. Như là mình lọc thiệt rồi đó. Sao Thiên, chú bình tĩnh, chắc ý thì không việc gì phải gặp tội hết. Con có mang đồ trừ tà theo. Cái gì vậy? Nước ép tỏi. Nước ép tỏi có tác dụng không? Có chứ. Cái này thôi rình là mình còn sợ nữa, cũng chi là con ma. Má cây. Trời ơi, má cây. Trời ơi. Amity bắt đầu. Cái gì mà quăng cái đống gì mà thối quắc vậy? Em tỏi không chui ra được. Ủa, Yên, sao bầu tôi? Con quỷ này, mày nghĩ sao? Mày biết tao sợ ma mà ra mày hù muốn chết tao đúng không? Không có hù gì đâu. Nhưng sao mày không?
tục tịch tới đó là sao? Không thiệt mà, cũng không giả đâu. Tự nhiên tôi khóc thiệt. Ừ, tao khóc. Nhớ anh Khanh quá không? Mày khóc khóc mà đường đường chính chính mà đứng ngoài này mày khóc mà tụi mình núp trong cây đó. Chị cho nó nè, tao thiệt nè, không có người này không có người khác. Mày làm gì mà mày yêu dữ lắm sao mà mày khóc lóc hoài vậy? Chú không phải là con sao chú biết được? Con yêu anh như lắm chứ bộ. Con không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên con mới khóc như vậy bộ. Đàn ông mấy người á, đúng là cái đồ tồi tệ. Đồ gì như chủ tôi? Con nè. Chị ai vậy? Nè, chú Mạnh, người trung tình nhất shop này. Nè, Thiên, một đứa đàn ông thôi. Thì chửi tôi. Chú Mạnh. Nè, nè, mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Liên lại gần cho anh. Tới là mày đi bình thường không được hả? Mày đưa làm gì tôi tưởng bạc cả tưng không à? Nhưng mà con buồn quá. Con đã làm hết đủ mọi cách rồi nhưng mà con không thể nào quên được anh Khanh nữa. Chắc suốt cuộc đời này con nhiều có đúng một mình anh Khanh thôi. Bởi tao nói thiệt, con gái mà cái chuyện gì vậy thì... Ủa gì vậy? Là sao? Chú bị gì vậy? Tới đây, chú tao nói chuyện. Chú lại đây nè chứ mát. Mày điên hả? Mày nhìn thấy cái này chưa? Mày nhìn thấy ông nội tao không dám bước ra nữa. Số 7 không? Số chung người ta chết không? Bà kêu vậy thôi lại đi. Trời ơi! Sao mà dữ vậy chú? Thôi cái chuyện của chú là nó trường kỳ rồi. Con cứ bỏ qua một bên đi. Thấy không? Quan trọng là cái chuyện của con bây giờ. Con đừng có bi quan quá. Tất cả mọi chuyện đều có cái giải quyết của nó hết trơn. Cái nỗi đau nào cũng thể vượt qua hết trơn á. Nghe chú đi. Chú từng tuổi này rồi. Thật ra chú 2-3 thứ tóc rồi đó. Tại chú nhuộm thôi. Chú không nhuộm là con thấy đó. Thấy hết luôn á. Thấy mà, giờ vẫn thấy mà. Thì đó, thấy chưa? Nhưng mà che được phần nào hay phần đó. Dạ. Thấy không? Đó có nghĩa là vẫn che giấu được. À, chú nghĩ cái chuyện tình cảm con. Có cách hữu hiệu nhất đó là gì? Gì chú? Âm nhạc. Bao nhiêu năm tôi lanh quanh ở trong cái xóm cho ồn ào. Có lắm chuyện vui buồn. Đôi khi cười ra nước mắt. Có mấy cái phòng cho tới tháng đi thu tiền. Mà sao nó ngang ghê. Chị kia còn bị đau bị ốm nè. Hiểu luôn nè. Còn anh kia thì chưa tới hai. Ai bày ra cái trò nhảy nhót này? Tụi em không biết gì hết chị. Chú Mạnh á. Ông biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 2 giờ sáng. Chú cũng biết là 2 giờ sáng. Sao chú không cho người ta ngủ chú? Đúng rồi chú. Chú đừng có ỉ chú là chủ sớm chợ. Chú muốn làm thì chú làm. Giờ quýu lắc quýu lơ 2 đêm rồi chú ơi. Tại Yên nó đang buồn. Nó buồn kệ nó. Liên quan gì tới ông? An ủi nó. Yên, về ngủ. Dạ. Chị, cho em ngồi đây livestream nốt cái em về nha. Đây. Tụi nó ngủ hết trơn rồi. Thôi vô ngủ đi vậy. Ai cho ông vô ngủ? Đây là tội gây mất trật tự đêm khuya không cho ai ngủ. Tôi phạt ông ngủ ở đây 3 đêm nữa. Dạ. Dạ. Trời ơi con giật chú. Tôi mới kể chuyện ma xong rồi bây giờ ngủ qua đây một mình sao mà ngủ được. Chán quá chị. Sao không thấy ai hết vậy trời? Chán thiệt chứ. Ê không? Ê, mày giúp tôi cái này được không? Chuyện gì? Thì chị hôm qua đó. Không có được đâu. Tôi đã nói rồi mà, tôi bận bịu dữ lắm. Bữa nay tôi phải gặp khách hàng đó ký hợp đồng mà. Bao nhiêu lô đất, bao nhiêu cái thẻ tín dụng đang đợi cho kìa. Sao tôi giúp Thiên được? Không nghĩ được ngày hả? 1 giờ 1 phút cũng không thể được. 1 giây cũng không thể được. Tôi bây giờ là quan trọng đồng tiền là trên hết. Tôi đi làm đây. Ủa chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Vui vậy? Sáng giờ đi đâu rồi? Đi rong chơi ngoài đường phải không? Tối ngày cứ vậy hoài luôn á, nản ghê á. Không có lo làm ăn gì hết trơn. Anh có biết là bây giờ gần tới ngày gửi tiền cho ba mẹ chưa? Tao biết. Nên giờ tao mới về tao dưỡng sức nè. Chuẩn bị vô 2-3 ca dạy nè. Dạy xong tao lấy tiền rồi tao đưa mày gửi cho ba mẹ. Được chưa? Tiền bạc á là phải rớt rẻ nha. Không lòng vòng đâu á. Tao biết rồi. Không biết mày là em tao hay là má tao nữa. Thì biết rồi. Nói vậy thôi. Thôi chú Mạnh con đi làm nha. Ủa? Nhớ có chú ở đây luôn hả? Nhớ chứ. Chú Mạnh này. Đi nha.
Please. Mình gì? Mình giúp tôi cái chuyện này được không? Chuyện quá hả? Nói không giúp được. Bây giờ đang kẹt dữ lắm. Bây giờ là phải vô dưỡng sức nè, rồi để dạ cho người ta. Rồi thấy con Yên hồi nãy nó nói không? Nó đòi tiền đó. Bây giờ tiền bạc khó khăn lắm. Thôi thông cảm nha. Thôi bây giờ mượn ai khác giùm nha. Bây giờ đi nha. Chú Mạnh. Ê, ê. Dạ? Mày điên á, cái đường ngoài không đi, mày đi, mày bước ngang qua tao vậy hả? Xin lỗi chú, tại con Yên á, nó nói là bây giờ con bị phân tâm, suy nghĩ tùm lum tùm la hết. Bực mình cái con này ghê á. Thằng không. Ủa anh Thiệt, anh đứng đây làm gì vậy? Kiều. Ê, bà giúp tôi chuyện qua được không? Chuyện tối hôm qua hả? Thôi, tôi bận livestream kiếm tiền rồi ông ơi, ông nhờ người khác đi. Thôi mà, trong cái xóm này tôi thân có mỗi với mình bà thôi á, bà không giúp tôi ai giúp tôi? Thì thân. Mà thân anh để lo đi ha, kiếm tiền quan trọng lắm nha, bye. Mày tao nói sáng này dưới đầu mày bây giờ mà tao lao hả? Vậy là chiếm tiền á. Riết thì cái nhà trọ này điên khùng nó không. Còn quỷ này nữa, hôm nay làm gì mà chơi xì tay buồn hoài vậy? Thiên, Thiên, làm gì buồn hoài vậy con? Ủa, sao mắt chú Thâm dữ vậy? Bạn của cha mình, tụi này tôi giận tụi mày từ nãy giờ nha. Tao ngồi đóng người tay coi tao như chết rồi á. Đi ra đi vô không ngờ hồ cũng nói chuyện xong xuôi mới chào chú. Còn mày hả? Mày đi ra mày nhìn tao mày còn hai mày thở dài liên tục. Cái mắt tao bị vậy là do mày ban ơn tao á. Thôi thôi con xin lỗi mẹ. Biết tao sợ ma mà. Con kiếm tiền mà chú. Đừng giận con, xin lỗi. Mỹ tính nào tao nói ra xong rồi thôi, có gì mà giận hờn đâu. Dạ. Mà nè. Thật sự thôi tò mò nha. Làm gì từ nãy giờ mày nhờ hoài mà tụi nó không giúp mày là sao? Có chuyện gì vậy? Nói chú giúp cho. Thì hôm qua đó đang like nửa chừng cái con ngưng ngang. Giờ hả khán giả con thử thách con á. Nếu mà con không làm thử thách á là người ta sẽ không donate tiền cho con nữa. Là con đói một rửa luôn. Trời ơi, tưởng chuyện gì quan trọng. Chú giúp con. Chuyện gì? Chú đi bắt nai với con nha. Mày điên hả? Không bao giờ. Chú mới vừa nói là chú hả chịu giúp con. Bây giờ chú nói vậy là lật lọng đó. Chuyện gì cũng được ngoài chuyện bắt ma. Mày biết tao sợ ma mà. Nhưng mà chú phải giúp con. Chú mà giúp con á là sẽ chỉ có lợi cho chú thôi. Mày đừng có dụ. Xin lỗi mày tiện giúp mày mà tao có lợi. Mày khùng hả? Trời ơi chú nghĩ đi. Con á là tai mắt của chị Hiền. Con chỉ cần nói tốt về chú với chị Hiền một chút là mọi chuyện thay đổi liền. Con chỉ cần hả nói hả khuyên chị Hiền là đừng có để cho chú ngủ ngoài hiên nữa. Là chú sẽ không bao giờ ngủ ngoài hiên nữa. Có qua có lại thôi. Nhưng mà cái vụ ma ma cỏ chú thiệt chú nói không mà con gái giỡn chơi mà. Lỡ không giúp con rồi bắt ma không bắt được nó, nó bắt ngược lại chú luôn chết luôn á. Trời ơi tưởng gì. Có con ở đây, con bảo vệ chú. Thiệt không? Thiệt. Chốt kèo. Trời ơi chú làm gì vậy? Lẹ lẹ lên coi. Thôi thiệt thiệt. Chơi. Sao không làm cái gì? Cái gì đó mày nói gì khán giả cái gì đó yêu cầu. Ở nhà chứ không. Sao tiếng mày dắt ra đây chi vậy? Thì khán giả yêu cầu nè. Yêu cầu mình phải làm giống như truyền hình thực tế vậy đó. Mình phải tới mấy cái nhà bỏ hoang giống như vậy nè. Mới có nhiều tiền. Cái gì nữa? Sao mày không nói tao sao? Nói chú rồi chú có chịu đi theo con không? Về con ơi. Chú về đi. Nghe đâu á hả, chị Hiền mất vừa mới phát hiện mất 6 triệu á. Sao tự nhiên mày nhắc cái vụ 6 triệu chi vậy? Ai biết gì đâu, thì hả con không biết. Mà chị Hiền có hỏi con trả lời sao con mới nói thôi. Thôi thôi, giờ chú giúp con nhưng mà nhớ nói với vợ chú giùm chú là chú tốt mà không có vụ gì dính dáng 6 triệu nha con. Chú yên tâm. Ủa Thiên. Dạ. Con vẽ nguyên cái vòng trắng làm chi vậy con? Con đang làm phép để bảo vệ chú cháu mình đó. Ủa con. Sao con làm phép mà giống như vợ chú mà để cái chiếu ra giống như không bước ra khỏi chiếu vậy? Chuyện tâm linh không nói bậy bạ. Con nói chú he, lát hồi á mà có bất kỳ chuyện gì chú cứ đứng trong cái vòng này sẽ không có một thế lực nào xâm hại được chú hết. Chú làm cái gì vậy? Bây giờ tao đố thằng nào mà đẩy tao được khỏi vòng á, tao đừng có đấn như bắp luôn á. Ôi con ơi, cái gì con chuẩn bị quá trời đồ luôn vậy? Cái này là bàn cầu cơ, mình mời người ta lên chơi thì mình cũng phải hả cho ta ăn uống. Cái gì? Mời chi, người ta đang kẹt cái gì thôi, mời lên chi. Con đang nói chú là đang quay truyền hình thực tế mà. Chú đứng yên đó giùm con đi. Chú chuẩn bị xong chưa? Chưa. Giờ có bắt đầu nha. Chưa, bắt đầu cái gì?
ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục hay đang phiêu bạt phương trời nào, xin hãy về đây dùng chút cơm mọn này. Nén hương thắp sẵn, mời người lên chơi. Xin hãy về đây dùng chút cơm mọn này. Nén hương thắp sẵn, mời người lên chơi. Họ thở chưa? Hình như là họ chưa nghe, họ chưa lên sao, để con cầu lại. Thôi con, chắc gạt đi chơi lẻ hay gì rồi đó con ơi. Thôi, kệ, bỏ đi con, bỏ đi. Lẻ cái gì vợ chú để cho con cầu. Ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục hay đang phiêu bạt phương nào, xin hãy về đây dùng chút cơm mọn này. Nén hương thắp sẵn, mời người lên chơi. Thôi mà, được rồi. Xin hãy về đây dùng chút cơm mọn này. Nén hương thắp sẵn, mời người lên chơi. Mời người lên chơi. Lên đi. Lên trong lậu thắp rồi, đừng cầu nữa, lên rồi. Lên cái gì? Lên rồi. Thôi ăn, thì cứ để cho họ ăn đi. Chú im giùm con đi, họ mà nghe là chết mình đó. Cứ để cho người ta ăn đi mà. Đi rồi, đi rồi chú. Họ đi rồi. Thì sao? Đi về cái gì? Người này ăn rồi để cho người khác ăn nữa chứ. Để con cầu người khác lên nữa. Thôi, không chi nữa, ăn rồi thì thôi chứ. Chưa có cái về được. Vậy khi nào mới về được? Chừng nào mà nhang nó tàn hết thì mình mới về được. Vậy ta thủ trang cho tàn, mau tàn. Ừ, chú bước ra khỏi cái vòng đi, có chuyện gì con không biết đâu mà. Mày làm cái gì đó vậy? Con cầu thêm người lên chứ gì nữa. Giờ con không gì nữa, trời đủ rồi. Đừng nữa. Để con kêu thêm lên, trời chú đi yên con đi. Cái gì? Không phải một người. Chứ nhiều. Nó là xã đoàn rồi. Nó đúng luôn. Trời ơi. Có một con ma có đầu với hai con ma không có đầu. Thì kệ người ta đi. Con ma đó có đầu hình như. Nó nhìn chú Hi ơi. Hi ơi. Mày đâu rồi? Nó nhìn chú kìa. Sao mày nói nó không qua được cái vòng trăng? Giờ nó sáng luôn. Thôi ơi, thiệt ơi. Đẹp bao lỗi da mày vô tới nơi. Sao kìa, nó rủ lên chứ tôi không có rủ gì chứ. Đừng có hại tôi nha. Yên tâm đi. Tôi chỉ bắt những linh hồn giả dối thôi. May quá, tôi không bao giờ giả dối hết trơn á. Đừng hại tôi. Ông có chắc không? Chắc. Tôi thề. Tôi sẽ cho ông ăn hạt đậu thần. Lúc đó ông sẽ tự động khai hết tất cả những giả dối mà ông đã làm. Nếu như ông có thì đừng trách chúng tôi tàn ác với linh hồn của ông. Có vợ tôi 3.2 triệu. 3.2 triệu. Không, 6 triệu. Tại vì tôi 2.8 triệu kia tôi đem lấy ra, tôi mua ủng hộ cho đầu hữu năm gì của thằng chú biết em tôi thôi. Ông ơi, hồi này ông chết với tôi. Vợ Thiên. Ông kêu còn hai đứa kia. Con là chú Mạnh. Mấy đứa lại hè với vợ chú, mà hại chú là sao vậy? Cái chuyện này là một tay tôi sắp xếp rồi đó. Sao thấy thiếu thiếu gì ta? Thiên. Hả? Là chị Biểu. Dạo này em có quay chụp được gì từ ông Mạnh không? Quay chụp gì đâu chị ơi. Sau cái vụ hôm bữa, vợ chú Mạnh hả về chừng em lắm. Chú Mạnh kính lắm, không có lộ chỗ nào để em quay được cho chị đó. Khó ta. Sao vậy chị? Rõ ràng là chị thấy thiếu khoảng tầm đâu 6 triệu. Nhưng mà cái sổ của ông Mạnh đưa cho chị, chị kiểm kê thì đủ hết. Mà chị nói em cũng vậy à, em không biết gì đâu. Vợ hả, chú Mạnh kính lắm, em không làm được gì đó. Vậy thôi nha. Khoan. Sao? Em có thể giúp chị thêm một lần nữa được không? Giúp gì? Lần này nếu em giúp chị
chị sẽ cho em nửa tháng tiền nhà. Mà cụ thể là làm cái gì chị? Tại sao mấy đứa lại đối xử với chú vậy chứ? Chú có giảm tiền nhà cho con không? Chú có giảm tiền điện nước cho tụi con không? Chú cho con mua đồ thiếu không? Mà mấy cái chuyện đó cũng không phải là lý do quan trọng gì hết. Quan trọng là tụi con rất là bực mình chú. Tại sao chú cứ biện thủ tiền của chị Hiền hoài vậy? Chú làm gì là sai lắm á. Đúng rồi. Bây giờ thì ông khai đi. 2.8 triệu đó của Trung Điết bỏ qua một bên. 3.2 triệu của tôi đâu? Không, cái này có lý do chính đáng luôn vậy. Cái này là anh cho gia đình thằng Sơn, bạn của anh, nó gia đình nó tội nghiệp lắm. Sơn nào nữa? À, thằng Sơn bạn trên mạng á. Gia đình nó tan thương lắm, hình ảnh nhìn nó ghê lắm, tội nghiệp lắm. Trời ơi ông Mạnh, ông bị gì vậy? Hình tan thương hả? Ông muốn bao nhiêu kiểu? Ông muốn như thế nào tôi cho ông hết. Sao mà ông dễ tin người quá vậy? Chú ơi chú, cái gì chứ cái này là con binh chú không được rồi đó. Chú phải chứng kiến ngoài đời thật thì chú mới giúp. Chứ còn không thì ở trên mạng á, chú chỉ tin một phần nào thôi. Đôi khi nó không phải lúc nào cũng sự thật đâu. Trời ơi, sao chú không tìm hiểu kỹ gì hết trơn vậy? Giờ tụi nó chiêu trò lắm chú biết không? Nhiều khi á, nó qua nhà người ta, nó chụp người ta mất gì đó, xong nó tung lên mạng, nó quyên góp gì đó. Nhưng mà hả, nó cho người quyên góp có chút xíu à, còn nhiêu nó lấy nó xài hết. Ôi giời. Dạ. Anh biết lỗi rồi. Lần sau mỗi lần như vậy anh sẽ báo cáo với vợ đàng hoàng. Tha thứ cho anh lần này như vợ. Thôi khỏi. Bây giờ đi về hết. Còn ông đứng trong cái vòng này tới sáng. Chị Hiền ơi, mình làm vậy có quá đáng quá không vậy? Vậy thì chị không bớt tiền nhà cho em nha, chịu không? Dạ không. Vậy thì về. Dạ. Đứng đó. Vợ ơi, vợ ơi, tha cho anh đi bà vợ. Đừng có nói. Hồi nãy là giỡn rồi, giờ ra thiệt là chết tôi nha mấy ông nội. Dạ à, thôi. À, con xin anh. Dạ, đừng có nhé con. Tụi mày điên hả? Tụi mày đứng đó hù hù cho tao chết hay sao? Hả? Tụi con tới rước chú về á. Gì? Đúng rồi đó chú. Chú về tụi con đi chú. Thôi nè, nhìn cái mặt tụi bay à. Toàn là thứ gian xảo mà. Bà đưa cái vòng này nè, bà kêu tao không được ra. Bây giờ bà kêu tao ra để đi về cho bà giết chết tao hả? Chị Hiền kêu tụi con ra đây đó. Chị Hiền dằn mặt chú vậy thôi, chú biết sợ. Chứ thật ra chị Hiền thương chú lắm. Chú đi về tụi con đi. Thiệt chú về chú. Con buồn ngủ quá rồi. Hồi nãy chị Hiền nói có chút xíu à, con không ngờ tới giờ này luôn. Quay về lẹ lẹ đi chú, thiệt con buồn ngủ lắm. Dạ chú. Thiệt đó chú, thiệt. Chắc luôn hả? Thiệt. Cảm ơn tụi con nhiều, về thôi. Yeah. Ngủ quá. Mệt quá.